Siro đá bào. Món ăn tuổi thơ. Ai giúp? Món ăn tuổi thơ. Ai ăn gì gì lên nói nè. Siro đá bào. Cái trong đây là cái gì chú? Kem. Kem. Vậy có kem không? Nguyên ly vậy có kem không? Bỏ ra cũng bằng giá hả? À vậy hả? Chú bán bao nhiêu năm rồi chú? Wow. Ba mấy năm luôn ha. Mười lần tôi bán cái ghé này chơi với ổng hoài vậy. Chú biết con không? Biết, không biết. Yeah. Năm đó còn nhỏ xíu vậy. Giờ nó bự ghê ha. Tôi ghé này cũng cách này cũng mấy chục năm rồi. Dạ. Nhà chú ở đâu chú? Đồng Trung. Gắn kết với cái nghề này lâu ghê ha. Ừ. Mấy đứa học sinh ngày xưa tôi bán nay nó làm cô giáo thầy giáo. Dạ rồi. Đúng rồi. Ba mấy năm là ngày xưa chắc chú cũng con cũng mua đá bào của chú mà. Lần bán từ nay nè. Dạ. Từ thấy bán rồi. Dạ. Hồi đó bán trường nói với bán trường ở trên chỗ trạm y tế á. Dạ. Nên ha, nhiều kỷ niệm á chú ha. Mấy chục năm bởi vậy giờ con nít người lớn gì người nào cũng biết tôi chứ. Dạ mà cái món này lại ai nhiều người mê nữa chứ. Hồi bác thì học thì được. Dạ. Bán trường học hồi đó giờ nó ăn ít giờ nhiều đồ ăn nó ăn ít. Dạ đúng rồi, ra chơi cái là y xèo luôn ha. Rồi. Bán ngày mấy giờ đi chú? 7 giờ. 7 giờ đi tới mấy giờ về? Tới chiều về luôn. Chiều về hả? Rồi ăn uống sao? Đem cơm theo ăn. Ăn đem cơm theo ăn. Ngày bán bao nhiêu ly? Này đâu biết đâu nói. Giống như giờ là con mua hết 6 ly rồi là lụm tiền rồi. Cái này tùy theo đất ấy đâu biết sao nói. Nhầm trúng nhầm bữa bán đất thì được nhiều, nhầm bữa bán chậm thì ít ngọt luôn không. Vậy một là chú trộn cái màu gì với màu gì hả? Màu xanh của cái vị gì? Xanh dứa. Dạ trộn hai cái thôi, còn cái kia thì mấy đệ tử ra chọn kìa. Where are you going? I know where to drive here. Come to see. Lấy kem mà lấy sữa. Miễn phí hả? Có tính thêm tiền không? Hả, nếu mà 10 ngàn thì xích nhiều. Vậy con mua có 5 ngàn mà. 5 ngàn thì ít. Rồi vậy cho 5 ngàn đi cho miếng cái vị được rồi. Con trả là gì vậy? Dạ. You don't want rim? No. We still have more here. Ở kia đó giờ lâu không gặp đi có. Nè đệ tử ra lấy nè đệ tử. Đi nước ngoài kia gặp ổng ở Pháp nè, Mỹ. Dạ Canada. Canada. Dạ. Thấy dòng thấy tôi biết không phải người Việt Nam rồi. Mà đâu cũng ghé chơi với dạ giờ này lớn rồi ha. Chú năm nay nhiêu chú? 6 mấy rồi. Wow, 6 mấy mà còn đi bán gì là quá giỏi rồi. Hello. Dạ. Dạ hả? Con ở 40 rồi, già rồi. Con có hai cái này, con ba cái này con chỉ lấy là cái này thôi. Dạ. Phát mà tôi tưởng đâu là anh chàng diễn viên điện ảnh nào không à, nhìn không ra luôn. Chờ nó từ sáng tới giờ không cho con không lấy, bây giờ chỉ nhiêu đó thôi. Dạ sữa đúng rồi. Ông ở bển thì ông đâu có biết cái này. Dạ người ta cũng có bán nhưng mà cái vị thì không giống như siro của mình. Út có kêu rồi, cái đó của ba đứa con á.
ổng là thằng đó mua tôi lắm. Có không? Trời ơi, gặp mối nữa. Nó là này, đệ tử ra lấy giùm mốt đi. Nó quốc kỳ 10.000 không á. Trời ơi, nó chơi sang dữ hả? Trời ơi, hèn chi giờ nó hết tiền phải rồi. Đệ tử ngay đây. Nó rồi đi ngang đây gặp. Lấy tiền giùm con. Dạ 6 ly phải không? 30 phải không? Dạ rồi, con cảm ơn nha. Tạm biệt chú. Bữa nào gặp lại tiếp ha. Dạ.